Mình mệt quá đi. Mình đã dọn dẹp những thứ búp bê chơi bày ra cả tiếng đồng hồ rồi. Có cả đống quần áo bẩn nữa. Làm sao mình có thể dọn sạch hết được đây? Chị à, chúng em có thể giúp chị. Hả? Em có thể giúp chị được sao? Em chỉ không thể giặt đồ thôi. Chị sẽ tự giặt đồ một mình. Em nghĩ là em biết một người có thể làm và rất thích giặt đồ. Thú vị đó, ai có thể làm vậy? Diana, chị nhắm mắt lại đi. Cái ai này kìa. Hả? Cái gì thế này? Cái này có thể giúp được chị đó. Đây là cái máy giặt đồ. Wow, nó có thể giúp chị giặt đồ. Chúng ta hãy làm bạn của nhau nhé. Giúp mình giặt đồ nhé. Tuyệt vời. Mình sẽ cho bột giặt vào trong này, rồi nhấn vào những cái nút này. Ha. Mình sẽ giặt cái gì trước nhỉ? Cái này đi ha. Bột giặt vào. Nước đã được bơm vào. Máy bắt đầu giặt rồi. Nó tự giặt tất cả luôn. Thật là dễ dàng. Mình sẽ đi làm công chuyện của mình. Rồi. Thơm quá đi. Nhìn nó thật là sạch. Chị cảm ơn em gái nha. Không có gì chị Diana, hy vọng chị thích nó. Một cái máy giặt thật tuyệt. Mình cũng muốn có một cái. Tốt nhất mình sẽ lấy cái này. Bác lấy tên trộm. Họ đang nói mình sao? Mình có làm gì đâu. Ê, ôi không, cứu em với. Em định lấy trộm máy giặt của chị sao? Phải vậy không? Dạ không phải, em chỉ muốn giặt đồ thôi ạ. Tốt nhất em có thể giặt giũ tại đây. Dạ được. Em hiểu rồi ạ. Câu chuyện đến đây là hết. Hãy like và nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh nha. Chào tạm biệt nha. Tạm biệt Diana. Mình cần một cái máy giặt. Trông nó đẹp quá.